vẫn là cái loại bánh trôi tàu Đại Bác này đúng không? Đấy, ngày xưa chị bán bên cổng Trường An đắt hàng kinh khủng. Nhưng mà mọi người sẽ chưa bao giờ nhìn thấy một bát bánh trôi tàu mà nó cỡ Đại Bác như thế. Cầm ra cái mà sợ, nhìn sợ luôn. Mình đang ở vỉa hè và các bạn đang ở Thanh Trì, bánh trôi tàu siêu Đại Bác luôn. Tranh thủ còn chút mùa đông Hà Nội qua ăn bánh trôi tàu Đại Bác 25k đi các anh chị. Ui, món này ngày ấy ở cổng trường Amsco Thanh còn chưa bán đâu. Vỏ nhìn nó sẽ dày nhá, nhưng mà ăn kiểu nó rất là quyện ấy, nó không bị bứ đâu. Nhân rất đẫm luôn, nhân mè đen, nhân đậu xanh đẫm luôn. 28, 29 năm rồi đấy, đẫm dã man luôn. Bây giờ là cứ lên mạng hỏi mấy anh chị 8X với đầu 9X Trường Am là Thanh Chè là ai không biết. Fan của quán Thanh Chè chắc giờ đẻ con mấy lứa rồi. Giờ phải dẫn cả con cái ra ăn luôn rồi. Học sinh Trường Am này học đây còn dắt cả con ra đây ăn mà. Nhiều khi khách đi qua nhá, nghe giọng chị gái, ô đây Thanh Chè rồi lại rẽ vào. Mà kể cả dâu tây dầm sữa chua này rất nhiều nhá. Cũng 25.000 nốt, món này ngày xưa là món tủ ở nhà cô Thanh đấy. Sữa chua đóng hộp thôi nhưng mà quan trọng là cái nước cốt dừa cô nấu nó kiểu ngậy ngậy và yên tâm là không ngọt nha. Đi ăn hàng quán nhiều nên là ăn được cốc sữa chua thanh mát thế này mê cực luôn ấy. Nó còn đỡ nhiệt miệng nữa chứ. Chứ ăn vỉa hè nhiều đồ cay nóng quá rồi. Và một cách để đỡ nhiệt miệng nữa chính là kem đánh răng Lacalut. Nhấn mạnh là nhập khẩu từ Đức luôn nha. Ai đang ở châu Âu vô kiểm chứng giúp mình xem có đúng là thương hiệu lâu đời mà dân Âu sử dụng không ạ. Mà kem đánh răng này là cũng được các nước châu Âu dùng cả trăm năm rồi, ui cả thế kỷ luôn trời. Được kiểm nghiệm lâm sàng ở cả hai trường đại học Đức và Ba Lan siêu uy tín luôn nha. Vừa có 9 loại thảo mộc lại có cả muối nhôm lắc tắc để bảo vệ níu nữa. Nhất là ai đang bị viêm níu hoặc là lo chảy máu chân răng nha. Vì là có thành phần tự nhiên từ thảo mộc cho nên là mình với cả gia đình cũng khá là ưng. Thê mát thơm miệng mà lại còn an toàn nữa chứ. Đó, thế là sạch sâu, ăn ngọt nhiều mà, không lo sâu răng. Sản phẩm đủ tiêu chuẩn châu Âu thì cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ. Mà có tận 60 nước ở trên thế giới nhá, trong đấy có Việt Nam rồi đấy. À mà quên, có cả bộ mini size này, nó siêu tiện luôn nếu mà mọi người có định đi du lịch ngắn ngày nhá. Mọi người có thể tìm mua dùng thử ở các hiệu thuốc, phòng nha hay là các kênh thương mại điện tử đều được nha.